Xin chào mọi người. Hôm nay mình quay trở lại và chia sẻ một chủ đề tiếp theo, đó chính là động lực để mỗi ngày mình nỗ lực cố gắng chăm chỉ, kể cả khi đang mang bầu đến tháng thứ 8. Mọi người đừng nghĩ rằng là đến bây giờ thì chắc là chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, còn làm việc gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mình vẫn còn luôn có những nguồn động lực để có thể giúp cho mình mỗi ngày đều nỗ lực cố gắng. Và mình dạy học làm việc từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào cũng có ca dạy và ngày nào mình cũng làm việc và vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng, trộm vía. Thế thì đây là những nguồn động lực của mình. Rồi mình muốn chia sẻ với các bạn. Không biết là của các bạn thì là gì? Các bạn có thể chia sẻ với mình ở phần bình luận nhé. Thứ nhất này, thứ nhất đó chính là gì ạ? Là mình nỗ lực cố gắng là vì bản thân mình thôi. Mình là một người luôn luôn biết rõ là mình muốn gì, tại thời điểm nào, vào lúc nào, hoặc là mọi người thấy có thể hiểu là mình đặt ra một mục tiêu và mình đặt một cái hạn cuối là đến lúc nào mình phải đạt được cái điều đó. Và mình có thể chia sẻ một chút, ví dụ như khi mà tốt nghiệp ra trường ấy thì mình đã đi làm một vài năm và sau đó thì mình đặt mục tiêu là gì ạ, là một số những cái mốc quan trọng á thì mình đặt mục tiêu ra và mình sẽ cố gắng thực hiện đấy. Ví dụ như là mình lập gia đình năm 27 tuổi, và đúng năm 27 tuổi thì năm 2019 thì mình đã lấy chồng, sau đó thì sinh con năm 28 tuổi, đúng ạ, năm 2020. Đấy, sau đó thì đặt mục tiêu là sẽ mua được đất xây nhà. Đấy, nhưng mà sau đó thì không phải là sẽ mua đất xây nhà mà là mua cả nhà cả đất luôn, có nhà sẵn rồi. Và lý do lớn nhất đó chính là gì? Là cái phòng học này thôi ạ. Đó, cái lý do mà mình chọn cái chỗ này lớn nhất đó chính là có cái chỗ để mình có thể dạy học. Trước đó thì mình có đi thuê nhà rồi. Trước đó thì hai vợ chồng có đi thuê nhà và dì ạ cũng có mở lớp dạy rồi. Nhưng sau đó là dì ạ là mua được cái nhà này và chuyển sang đây. Đó, và đó là năm mình 30 tuổi, năm 2022. Thế thì khi mà nỗ lực cố gắng mỗi ngày như vậy thì những cái mục tiêu mình đặt ra thì mình đều có thể đạt được. Đến bây giờ nhìn lại thì mới dám chia sẻ rằng là gì ạ? Là trước đó thì mình có đặt mục tiêu và mình đã đạt được. Đó. Nhưng mà hai vợ chồng nỗ lực cố gắng như thế thì cũng mới chỉ lo được cho bản thân mình đúng không ạ? Nhưng nếu mình chỉ sống vì mình ấy thì nó cũng đơn giản thôi, đúng không? Cái động lực thứ hai đấy chính là gì? Khi mình đã lo được cho mình rồi thì mình có thể lo được cho những người khác, đúng không? Và ở đây thì có hai nguồn động lực lớn cho mình, đó chính là thứ nhất là những người sinh ra mình, là gì ạ, là bố mẹ của mình, và thứ hai đó là những người mình sinh ra, đó chính là con cái của mình. Thực sự là hiện tại mình đã hiểu rất rõ một điều rằng là thời gian rất là quý giá. Cái năm mà mình vẫn học đại học thì vẫn nhởn nhơ lắm, không có ý niệm gì về chuyện là mình sẽ phải nỗ lực cố gắng gì đâu. Lúc đấy thì đi học theo kiểu cũng không có nhiều động lực như bây giờ. Ok, bây giờ mình đã khác rất là nhiều so với những cái năm đi học đại học rồi. Mình có mục tiêu rất rõ ràng và mình luôn hành động mạnh mẽ mỗi ngày để có thể đạt được những cái điều đó. Đó thì khi đến bố mẹ thì sao? Đó là hiện tại khi mình đã hơn 30 tuổi rồi và mình biết rằng là bố mẹ của mình đã năm mấy tuổi rồi, đúng không ạ? Thế thì khi mình nhìn lại thì mình thấy rằng tóc bố mẹ đã bạc rồi, đúng không ạ? Và mình thì mới lo được cho mình thôi. Mình mới lo được cho mình thôi. Ví dụ mình mua nhà chẳng hạn, mua đất chẳng hạn thì mình phải vay tiền. Vay tiền sau đó thì phải làm để trả nợ, đúng không ạ? Thế thì mình cũng mới chỉ lo cho mình thôi chứ mình cũng chưa bao giờ hiểu bố mẹ được cái gì. Mặc dù bố mẹ vẫn nói rằng là bố mẹ vẫn còn khỏe, vẫn còn sức, vẫn có thể tự đi làm được. Hàng ngày thì bố vẫn đi làm, mẹ vẫn đi làm. Thậm chí là mùng 2 Tết thì mẹ đã bắt đầu đi chợ để bán mía rồi, ở nhà trồng được mía và đi bán mía. Đó, thế thì mình cũng không giúp đỡ được gì nhiều, đúng không ạ? Thế nhưng nó sẽ không mãi mãi như thế này. Mình sẽ nỗ lực cố gắng để làm gì? Để có thể làm được những điều tốt đẹp hơn cho bố mẹ của mình, đúng không ạ? Ví dụ mình nghĩ đến cái việc là bố mẹ hơn 50 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ được đi máy bay một lần nào, chưa bao giờ được thực sự đi du lịch ở xa bằng máy bay một lần nào, có rất nhiều thứ, rất nhiều món ngon bố mẹ chưa bao giờ được thử. Đó. Hoặc là có rất nhiều nơi đẹp mà bố mẹ chưa được đến. Đấy, có cái máy bay thì chưa được đi bao giờ, bà bố mẹ, ông bà bố mẹ thì gì ạ, thì chưa được đi bao giờ. Đó. Thế thì mình sẽ nỗ lực cố gắng để có thể làm được những cái điều tốt đẹp tương tự như thế. Thứ hai là vì những người mình sinh ra, đúng không ạ? Đó là con của mình. Con của mình. Đó, thế thì năm nay nó đã được 4 tuổi rồi. Mình có mục tiêu là không phải chỉ mua cho con những thứ mà ngày xưa mình chưa bao giờ được mua, mà còn muốn là sẽ dạy cho con những điều mà ngày xưa mình chưa bao giờ được dạy.
Thế thì muốn dạy con thì phải làm gì? Thực sự cái này rất là khó và mình vẫn đang trong hành trình học hỏi. Thế thì trong đó có một cái điều mình rất là mong muốn, đấy chính là mình sẽ trở nên tốt hơn, mình sẽ nỗ lực cố gắng mỗi ngày, mình sẽ trở thành một tấm gương để cho con sẽ nhìn theo và noi theo. Chứ không phải là mình chỉ tìm một lớp kỹ năng sống gì đó, sau đó là cho con vào đấy học và nó sẽ có thể học được. Tại vì sao? Con cái là ở với chúng ta nhiều nhất, đúng không ạ? Nhà trường thì gì ạ? Thì mình nghĩ thì nó vẫn là thứ yếu thôi, phải kết hợp cả gia đình và nhà trường, nhưng mà trước tiên phải là bố mẹ trước đã, đúng không ạ? Bố mẹ luôn ở bên cạnh con. Thế thì mình nỗ lực cố gắng mỗi ngày để làm gì, để con nhìn thấy và sau này nó cũng sẽ có thể làm tương tự như thế. Rồi cái động lực thứ hai đấy chính là gì? Động lực thứ hai là mục tiêu của mình không phải là chỉ đơn giản là mình có được những cái gì, mà mình sẽ trở thành ai. Mình trở thành ai sẽ quan trọng hơn so với việc là mình có cái gì. Bởi vì hiện tại thì mình tin rằng là gì, tất cả những thứ mình đang có là bởi vì mình xứng đáng, và những thứ mình chưa có là bởi vì sao, là mình chưa xứng đáng với những thứ đó. Thế thì bây giờ muốn có những thứ tốt hơn thì mình phải trở nên tốt hơn, và mọi người biết rằng là không ai là hoàn hảo đâu, đúng không? Cho nên là cái hành trình mà tu sửa bản thân này nó sẽ kéo dài đến vô cùng. Thế nên là ngày nào mình cũng vẫn phải cố gắng, ngày nào mình cũng vẫn phải liên tục tiến lên, ngày nào mình cũng chăm chỉ, mặc dù là gì ạ, trong mình vẫn có những cái con người lười biếng, đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ nỗ lực chăm chỉ nhất có thể để có thể đạt được những cái điều tốt hơn. Bây giờ đã tốt rồi thì sau này sẽ có những điều tốt hơn, đúng không ạ? Và điều thứ ba đó chính là gì? Khi mình là một cô giáo, mình biết rằng là mình có tầm ảnh hưởng đến người khác, hoặc đơn giản là không phải là một giáo viên đi chăng nữa, thì mình biết rằng mình cũng sẽ có sự ảnh hưởng đến người khác. Đó là gì? Đó là những người thân quen, những người thân thiết nhất, đó chính là chồng, là con. Ngày trước ấy thì mình lười biếng hơn bây giờ. Ngày trước thì mình lười biếng hơn bây giờ, và có thể là lúc đấy thì sức khỏe của mình nó cũng không được tốt lắm, cho nên là gì ạ, là mình lười biếng hơn. Sau đó thì mình có thay đổi, ví dụ mình dậy sớm thì mình thấy rằng là chồng hoặc là con cũng sẽ dậy sớm. Mình chăm chỉ hơn thì gì, mọi người cũng sẽ trở nên thay đổi theo cái sự thay đổi của mình. Mặc dù có lúc mình hay nói đùa với các bạn học sinh rằng là thay đổi mình là thần, thay đổi người khác là thần kinh, ý là mình sẽ không thể thay đổi được người khác, đúng không? Nhưng hiện tại thì mình chỉ tin cái điều đấy khoảng 50 hoặc là ít hơn 50% thôi, ý là chúng ta vẫn có thể thay đổi được người khác. Khi mình thay đổi thì người khác cũng sẽ thay đổi cùng với mình luôn. Nó giống như cuốn sách là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ấy. Thế thì bằng chứng là gì? Ví dụ, ngày trước mình đã nghĩ rằng là khi mà mình đi dạy ấy, thì mình cứ dạy hết mình là được rồi. Còn học sinh ấy, học thế nào thì học, đấy là lựa chọn của họ. Và mình sẽ không thay đổi được một chút nào hết, cho nên là mặc kệ đi. Học thì học mà không học thì thôi. Hiểu không ạ? Đấy, nếu mà không đạt đúng theo quy định thì mình sẽ cho nghỉ luôn. Thế là xong. Thế nhưng bây giờ thì mình đã khác hơn rồi. Hiện tại thì mình đang cố gắng để có thể làm mọi điều tốt nhất để các bạn học sinh sẽ trở nên tốt hơn, thay đổi ở đi. Chứ không phải là mình sẽ kệ để cho các bạn tự lựa chọn. Bởi vì sao? Nếu để tự lựa chọn thì giống như video hôm trước mình có chia sẻ, thì là gì? Là mọi người đều chọn là để thoải mái, là sung sướng, cho nên là sẽ đều chọn sẽ không học thôi. Các bạn, rồi đến cuối thì hầu hết là mọi người sẽ nghỉ nhưng không học nữa. Thế nhưng mà khi mà mình thay đổi, khi mà mình sáng sớm ra đã dạy và kiểm tra bài của học sinh, thì cũng thấy là có một số bạn sáng sớm các bạn đã dạy làm bài tập, hoặc là nửa đêm 11, 12 giờ mình nhắn tin cho các bạn ở trong nhóm lớp rằng là phải học bài đi, làm bài đi, nộp bài đi, thì sau đó cũng thấy có một loạt các bạn là nộp bài. Tất nhiên không phải là tất cả đâu ạ, mình cũng không thay đổi được tất cả mọi người đâu, những ai muốn thì họ sẽ làm thôi, đúng không? Nhưng rõ ràng là mình cũng có phần tác động đến họ. Đó là khi mình nhắc thì các bạn ấy có nói rằng là em đang chui vào chăn rồi mà em phải vùng dậy để em làm bài tập, rồi bình thường thì em chỉ nghe hời hợt thôi nhưng mà em nghe kỹ hơn, rồi em phải tra từ kỹ hơn vì cô đấy. Thì khi mà mình nghe được cái điều đấy thì cảm giác rất là hạnh phúc, cảm giác rất là sung sướng, kiểu như mình có thể giúp được người khác một điều gì đấy, nó rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Đấy, thế thì mình biết rằng là gì, à hóa ra là khi mình thay đổi tích cực hơn, mình vui vẻ hơn, rồi mình quan tâm đến mọi người hơn, thế thì mọi người cũng sẽ thay đổi tốt hơn, và mình cảm thấy rằng là những cái việc làm của mình nó rất là có ý nghĩa.
Thế thì giữa việc lựa chọn là mình cứ lười biếng đi hay là mình chăm chỉ hơn, mình nỗ lực cố gắng mỗi ngày. Thế thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ chăm chỉ hơn, mình sẽ tích cực hơn, mình sẽ vui vẻ hơn, mình quan tâm mọi người hơn, rồi mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Và khi mình cảm thấy hạnh phúc rồi thì mình có thể lan tỏa được cái niềm hạnh phúc này đến với mọi người. Có một cuốn sách là Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới, đúng không ạ? Đó, rõ ràng thì mình cũng không phải là một con người quá là to lớn, thế nhưng mình vẫn có cái ảnh hưởng, có cái tác động đến mọi người. Và trong cuốn sách lãnh đạo ấy, thì người ta cũng có ghi như thế, đó chính là gì? Đó là lãnh đạo là có tầm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà trước tiên là mình phải lãnh đạo được bản thân mình đã, có nghĩa là mình phải làm chủ được chính mình. Chứ chưa nói gì đến việc là mình lãnh đạo một đội nhóm, một công ty, đúng không ạ? Đấy, thế trước tiên là mình phải làm chủ được chính mình đã. Thế nên là gì? Nên là mình nghĩ rằng là kể cả khi mình đang có em bé thì con cái cũng không phải là rào cản, mà con cái chính là một động lực để chúng ta sẽ có cái niềm tin, có cái sức mạnh để hành động thật là mạnh mẽ mỗi ngày để mình đạt được những cái điều tốt đẹp hơn. Đúng không? Tất nhiên là mình vẫn có nghỉ ngơi đầy đủ, mình có ăn uống đầy đủ, mình có nấu ăn ở nhà, rồi thường là mình sẽ nấu ăn ở nhà, ăn uống đầy đủ để có thể đảm bảo cho mình có sức khỏe tốt. Bởi vì mình biết rằng là mình phải lo cho mình trước tiên, như cái mà mình chia sẻ đầu tiên đấy ạ. Sau đó thì mình mới có thể giúp đỡ được những người khác. Đó, thế thì đấy là ba cái động lực vô cùng to lớn để giúp cho mình có thể hành động mỗi ngày, cố gắng nỗ lực chăm chỉ. Các bạn dạy cả tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Từ thứ hai đến chủ nhật luôn, thật đấy ạ. Và thường là ngày nào cũng cũng dạy 2 ca, hoặc ví dụ như là nếu mà buổi chiều mà có dạy lớp trẻ con thì dạy hẳn 3 lớp luôn. Đó là buổi chiều này, xong rồi tối dạy 2 ca nữa, dạy đến 10 giờ, hơn 10 giờ. Có hôm thì cũng rất đói nhưng mà không sao, bởi vì mình biết rằng là mình đang nỗ lực vì điều gì, và dù có phải trả giá thì mình cũng chấp nhận là mình sẽ trả cái giá đó để đạt được những cái điều tốt đẹp hơn. Đó, thì đấy là những cái động lực vô cùng to lớn để giúp cho mình hành động mạnh mẽ mỗi ngày. Thì với các bạn thì đó là gì? Các bạn có thể chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình. Chào các bạn.